Xin chào mừng quý vị đến với chương trình Dân tộc miền núi của Truyền hình Nhân dân. Quý vị thân mến, trong những ngày tháng năm lịch sử hướng đến kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2023 về với quê hương Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, nơi được Trung ương Đảng và Bác Hồ chọn làm căn cứ địa cách mạng và cũng từ đây đã đưa ra những quyết định quan trọng lãnh đạo thành công cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền tháng 8 năm 1950. Đến Tân Trào hôm nay để thấy cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây đang từng ngày đổi thay từ các chính sách của Đảng, Nhà nước trong xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số, bà con đã đoàn kết, nỗ lực vươn lên, xây dựng kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tạo ra diện mạo mới cho vùng quê vốn còn nhiều khó khăn. Vẫn còn đây, mái đình Hồng Thái, cây đa Tân Trào. Vẫn còn đây, trong ký ức của nhiều người, về một thủ đô kháng chiến, nơi Bác Hồ đã từng sống và làm việc. Có lẽ mang niềm tự hào về truyền thống của một miền quê cách mạng, nên trong công cuộc đổi mới hôm nay, bà con đồng bào dân tộc thiểu số ở Tân Trào nói riêng và huyện Sơn Dương nói chung đã và đang nỗ lực vươn lên, xây dựng cuộc sống mới. Hiện nay, cả huyện Sơn Dương có 13 trên tổng số 30 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 17 xã đạt từ 11 đến 15 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Dù vẫn còn nhiều khó khăn thử thách phía trước, nhưng với các chính sách của Đảng, Nhà nước, sự đồng lòng của chính quyền cùng người dân mà công cuộc xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế ở Sơn Dương được tích cực triển khai. Khi mà triển khai các cái chương trình thì thấy rằng là cái nhận thức của người dân tộc thiểu số đối với phát triển kinh tế, đối với công ăn, việc làm để mà tăng thu nhập, để mà nâng cao cái đời sống vật chất thì thấy rằng là có một cái sự thay đổi. Hơn nữa là cái tiếp cận với các cái phương tiện, các cái công nghệ thông tin để mà vận dụng vào phát triển kinh tế rồi đời sống hàng ngày để mà học tập kinh nghiệm thì cũng đã được nâng lên. Đây là những cựu chiến binh của Trung đoàn Công binh 83 Hải quân. Cứ 5 năm một lần, họ lại về với thủ đô kháng chiến Tân Trào để cùng tụ họp, ôn lại kỷ niệm xưa. Thắp một nén nhang, nhớ về một thời hoa đỏ hào hùng, về những cuộc chiến đã đi qua. Ai cũng bồi hồi xúc động. Và vui hơn nữa là mỗi lần về với Tân Trào đều thấy bản làng cùng cuộc sống của người dân ngày càng đổi thay. Quá trình phát triển đất nước, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới thì Tân Trào cũng là một địa phương được quan tâm phát triển, đặc biệt đi đường. 5 năm trước tôi đi đường khó lắm, thì bây giờ từ ngoài các bạn đã có con đường bê tông rất là tốt. Thế và nhìn xung quanh, phong cảnh xung quanh ấy, thì nhà cửa của nhân dân được xây dựng tốt hơn, rồi hàng quán được là mở mang, thì thấy cái niềm vui phấn khởi, tin tưởng, rồi thấy là cách mạng đã đem lại cái thành quả. Thế và ngày nay chúng ta đang xây dựng đất nước chúng ta là tiến lên, thì Tân Trào là một nôi của cách mạng, quê cách mạng thì được quan tâm xây dựng phát triển rất là tốt, và đó là cái niềm vui của nhân dân ở đây. Có thể nói, khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào không chỉ đưa mỗi du khách ngược dòng thời gian về với quá khứ, cội nguồn, để thấm thía hơn những nỗ lực, cống hiến và công lao của các thế hệ cha ông, mà nơi đây còn là niềm tự hào của mỗi người dân để từ đó cùng chung tay gìn giữ, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích. Với tiềm năng lợi thế phát triển du lịch từ các cụm di tích lịch sử, cùng bản sắc văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc Tày, nên những năm qua, du lịch đã trở thành thế mạnh, mang lại nguồn kinh tế cũng như sự thay da đổi thịt của bản làng. Thời gian vừa qua là cũng được Đảng và Nhà nước quan tâm, trong đó là đầu tư đồng bộ các hệ thống, các công trình ở trên địa bàn để phát huy các cái giá trị di tích lịch sử. Thì đối với lại bà con nhân dân ở đây thì là trong cái công tác phát triển kinh tế, định hướng là sang sản xuất các sản phẩm để phục vụ du lịch, và đặc biệt là thực hiện các cái mô hình hoạt động cái dịch vụ du lịch để thu hút khách tham quan, và đặc biệt là trong việc chỉnh trang các cái di tích để thu hút khách tham quan, để tạo thu nhập cho người dân. Ngôi nhà sàn cổ kính này là của gia đình ông Hoàng Trung Dân, nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã từng sống và làm việc từ cuối tháng 5 đến tháng 8 năm 1945. Nay được con cháu gìn giữ và xây dựng thành homestay phục vụ du lịch cộng đồng. Làm dịch vụ lưu trú homestay thì cũng mang lại cái nguồn thu nhập cũng khá là ổn định cho gia đình tôi. Thì du khách đến đây thì có thể trải nghiệm những cái nét đặc sắc của bà con dân tộc ở đây, thì như là trải nghiệm nướng cơm lam, đi bắt cá cùng dân bản. Nằm ở trong cái khu di tích quốc gia đặc biệt, cho nên là khách du lịch đến đây thì cũng rất nhiều và quanh năm, cho nên là rất thuận lợi cho việc phục vụ homestay. Là một trong những gia đình làm du lịch cộng đồng đầu tiên ở Tân Trào, nhờ vậy mà nhiều năm qua, gia đình anh Liệu luôn có nguồn thu ổn định. Đến đây, du khách không chỉ được trải nghiệm phong tục tập quán, cuộc sống của bà con, mà còn có thể tìm hiểu thêm về những câu chuyện lịch sử. Những câu chuyện thấm đẫm tinh thần đoàn kết, quyết một lòng đi theo cách mạng của đồng bào nơi đây. Hiện nay, toàn xã Tân Trào có khoảng 13 hộ làm dịch vụ homestay, tập trung chủ yếu ở thôn Tân Lập, nơi có đông đồng bào Tày sinh sống. Đặc biệt, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, từ năm 2014, Tân Trào cũng trở thành xã đầu tiên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn. 100% các tuyến đường liên thôn, liên xã đều được nhựa hóa, bê tông hóa. Xã không còn nhà tạm, nhà dột nát. Tỷ lệ hộ nghèo giảm, thu nhập bình quân đầu người tăng đạt khoảng 38 đến 40 triệu đồng một người một năm. Có thể thấy, việc kết hợp lồng ghép giữa mục tiêu phát triển du lịch và các tiêu chí xây dựng nông thôn mới sẽ tạo thành động lực phát triển nhanh hơn, hiệu quả hơn. Và du lịch không chỉ góp phần thay đổi tư duy, nhận thức của người dân trong công tác bảo vệ di tích, di sản, mà qua đó còn quảng bá những nét đẹp văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số, từ đó tạo thêm sinh kế cho bà con. Ngoài tiềm năng lợi thế trong phát triển du lịch, thì Tân Trào vẫn là xã thuần nông. Cuộc sống của bà con từ xưa tới nay chủ yếu gắn với ruộng vườn. Để nâng cao đời sống của người dân thì chuyển đổi cơ cấu cây trồng chính là giải pháp quan trọng để hướng tới sản xuất hàng hóa tập trung, nâng cao hiệu quả kinh tế, đồng thời tạo ra mối liên kết giữa doanh nghiệp với nông dân. Từ định hướng đó, những năm gần đây, xã Tân Trào đã đưa cây dưa chuột vào trồng thử nghiệm, bước đầu đem lại hiệu quả kinh tế cao. Vườn dưa chuột đang vào vụ thu hoạch này là của gia đình anh Ma Văn Thuấn và chị Đàm Thị Kim Cúc. Dù toàn bộ diện tích trồng dưa chuột chỉ có hơn 1 mẫu, nhưng mỗi vụ anh chị đều thu về được khoảng 70 triệu đồng. Chúng tôi trồng dưa đấy thì cũng được 2 năm rồi, và hợp tác xã Minh Tâm đã cung cấp giống cho chúng tôi làm và đồ bao tiêu sản phẩm cho chúng tôi, và giá cả thì rất hợp lý đối với chúng tôi. So với trồng lúa thì trồng dưa năng suất hiệu quả cao hơn lúa, bởi vì lúa mỗi năm chỉ được làm 2 vụ thôi, còn cái vụ dưa này mình là một năm có thể làm được 3 vụ mà 2 tháng đã có thể được thu rồi. Nó hiệu quả hơn lúa nhiều, công chăm sóc cũng đơn giản thôi. Mỗi buổi sáng thì mình đi chăm bón phân tưới, xong đến lúc nó hái quả thì mình sáng ra đây hái đến tầm 1-2 tiếng sau mình mang về nhà là cân cho hợp tác xã luôn. Nhưng mình làm 1 mẫu thì mỗi xào cứ trừ chi phí đi còn được 7 triệu, thì 1 mẫu 70 triệu một vụ này. Hiện nay, xã Tân Trào đã mở rộng diện tích trồng gần 7 hectare dưa chuột, tập trung ở thôn Thia, thôn Tân Lập và thôn Cả. Đặc biệt, các ruộng dưa của bà con đều được trồng theo mô hình chuỗi liên kết. Bước đầu, hợp tác xã sẽ cung cấp lưới, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cho các hộ có nhu cầu. Sau đó thì bao tiêu toàn bộ sản phẩm dưa chuột theo giá thị trường. Chính vì vậy mà bà con rất yên tâm sản xuất. Và cây dưa chuột đang là loại cây xóa đói giảm nghèo, mang lại thu nhập cao cho bà con nơi đây. Ở Tân Trào, bên cạnh các mô hình dưa chuột, trồng chè mang lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con, thì nghề nuôi ong dựa vào những tán rừng tự nhiên cũng đang tạo ra sản phẩm nổi bật cho địa phương. Trước đây, nghề nuôi ong chỉ mang tính tự phát, manh mún trong các hộ gia đình. Nhưng với sự tâm huyết của những người như ông Lý Văn Dư, ông Triệu Sinh Tiến, mà hợp tác xã nuôi ong chất lượng cao Tân Trào đã được thành lập. Từ đó mọi người cùng liên kết lại, hỗ trợ nhau về con giống, khoa học kỹ thuật, cũng như tiêu thụ sản phẩm. Từ lúc mà thành lập hợp tác xã năm 2018, là bọn tôi thành lập hợp tác xã nuôi ong chất lượng cao Tân Trào đấy, thì bọn tôi đã trao dồi kinh nghiệm này, kỹ thuật này, với dạy cho anh em những một số các thành viên trong hợp tác xã là chưa hiểu biết về con ong lắm, thì bọn tôi sẽ trao dồi kinh nghiệm và kỹ thuật, hướng dẫn nuôi làm sao tạo một thế đàn cho vững chắc để đi đánh nguồn mật. Đấy, và đồng thời là cũng một số anh em bà con dân làng quanh thì cũng muốn nuôi một ít để tăng kinh tế, thì hợp tác xã của bọn tôi thì sẽ cung cấp về vật tư ngành ong, tức là thùng, cầu và cái hướng dẫn kỹ thuật nuôi cho bà con. Hôm nay là một buổi họp của ban điều hành hợp tác xã tại nhà ông Lý Văn Dư, và câu chuyện quan trọng nhất chính là xây dựng thương hiệu và tìm đầu ra cho sản phẩm. Đặc biệt, nắm rõ xu hướng của người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến các sản phẩm an toàn, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Vì vậy, hợp tác xã đã rất chú trọng tới các sản phẩm mật ong đạt chất lượng OCOP và triển khai xây dựng tem nhãn thương hiệu đầy đủ. Được sự đồng hành của bên phòng nông nghiệp huyện với lại sở nông nghiệp tỉnh Tuyên Quang, thì đã đem đi là chấm điểm trên địa bàn của tỉnh Tuyên Quang đấy, thì bọn tôi đã lên được 3 sao hàng OCOP. Thì nói về cái hàng OCOP này mà đảm bảo chất lượng ấy, thì bọn tôi cũng phải là mỗi một năm là 2 lần tôi là đưa cái mật của mình về dưới Hà Nội để kiểm tra chất lượng và phân tích thành phần trong mật ong, thì được phép sản xuất, dán tem hàng OCOP của nhà nước. Từ khi mà thành lập được hợp tác xã có tem, có mác, có sản phẩm OCOP rồi, thì cái sản phẩm của mình nó sẽ được nâng cao, giá trị nó nâng cao lên một gấp đôi lên. Ví dụ như là từ đầu năm giờ mỗi một anh em nuôi ong này thu được khoảng 200 lít mật nhãn và được khoảng gần sắp xỉ 300 lít mật vải. Trừ chi phí đi rồi thì cũng phải được khoảng 150.000 một lít. Ở Tân Trào, nuôi ong là một trong những mô hình rất hay để xóa đói giảm nghèo, bởi nơi đây có lợi thế núi rừng cho đàn ong phát triển. Hướng đi đúng đắn này đã góp phần nâng cao giá trị của sản phẩm mật ong, cải thiện đời sống kinh tế cho thành viên hợp tác xã, đồng thời đóng góp vào mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, cũng như chương trình OCOP, mỗi xã một sản phẩm. Hơn 7 thập kỷ trôi qua, đến nay, những đổi thay trên quê hương cách mạng Tân Trào chính là thành quả, cũng là niềm tự hào của chính quyền địa phương, cũng như mỗi người dân. Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng với các chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, đồng bào vùng chiến khu Tân Trào đã kiên cường, vượt khó vươn lên, xây dựng cuộc sống mới, hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn. Tích cực tuyên truyền các chính sách của Đảng, Nhà nước, vận động bà con loại bỏ hủ tục lạc hậu, tiên phong hiến đất làm đường, đi đầu trong công tác phong trào xây dựng nông thôn mới. Những công việc tưởng chừng vác tù và hàng tổng này lại là tâm huyết suốt bao năm của người có uy tín trong cộng đồng làng bản ở thôn Tân Lập, xã Tân Trào. Bởi với ông, dù trải qua khó khăn bao nhiêu, nhưng khi chứng kiến quê hương ngày càng đổi thay, cuộc sống của bà con được nâng lên, thì đó chính là trái ngọt quý giá nhất cho những gì ông đã nỗ lực đóng góp vì cộng đồng và làng bản. 20 năm nay, chẳng bao giờ quản ngại nắng mưa, cứ có việc là ông Ma Anh Tuấn lại lặn lội tới từng hộ gia đình trong thôn bản để thăm hỏi cũng như vận động tuyên truyền bà con, loại bỏ các hủ tục lạc hậu, thực hiện đúng các chủ trương chính sách của nhà nước. Với nhiều người, đây có thể là công việc vác tù và hàng tổng. Nhưng với ông Anh Tuấn, đó không đơn giản chỉ là trách nhiệm, mà còn là cách ông đóng góp chút sức giúp bản làng đổi thay. Mấy năm trở về đây ấy, thì nhiều hộ gia đình là trở thành những hộ gia đình khá giả. Trước đây cái tỷ lệ hộ nghèo ở trong thôn, thời kỳ mà tôi còn làm trưởng thôn ấy, tỷ lệ hộ nghèo tương đối là cao. Đấy, nhưng mà bây giờ 179 hộ, trong đó là có 4 hộ gia đình nghèo. Đấy là cái sự cố gắng của tất cả các hộ gia đình trong thôn để phát triển kinh tế. Tôi rất là thấy phấn khởi cũng như là tự hào rằng là mình cũng đã góp một phần nào đó để trong cái việc mà thực hiện tuyên truyền chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước cho bà con nhân dân ở trong thôn bản. Từ xưa tới nay, Tân Lập là thôn gắn liền với nhiều di tích cách mạng Tân Trào, vậy nên quá trình xây dựng nông thôn mới luôn phải dẫn đầu toàn xã. Để làm tốt vai trò từ một trưởng thôn, đến nay là người uy tín trong cộng đồng, ông Ma Anh Tuấn luôn tiên phong trong mọi hoạt động, đặc biệt là việc hiến đất, mở đường. Ông Tuấn thì ông đã tham gia công tác rất là lâu năm rồi, thì trong cái công việc và công tác của ông Tuấn thì ông rất nhiệt tình, giúp đỡ bà con rồi thì là vượt khó, rồi thì là nhiệt tình trong những các hoạt động, ví dụ như các phong trào. Thế vừa rồi thì cũng có cái chương trình là mở rộng đường, thì ông cũng có hiến đất cho nhà nước để lấy cái đất đấy để làm cái đường cho nhân dân, cũng là đầu tàu gương mẫu để cho dân bản người ta làm theo. Không chỉ hăng hái việc nước, ông Ma Anh Tuấn cũng là người rất giỏi việc nhà. Hiện nay, gia đình ông có nhiều mô hình kinh tế đã và đang cho thu nhập cao. Từ việc trồng thanh long, dưa chuột đến chăn nuôi trâu, ngoài ra ông còn có gần 40 đàn ong lấy mật. Đến thăm nhà, lúc nào cũng thấy ông bận rộn, chẳng ngơi tay. Đặc biệt là người khá nhanh nhạy trong phát triển kinh tế, nên từ những năm 2020, ông đã cùng bí thư chi bộ, trưởng thôn kêu gọi bà con cùng đứng lên xây dựng mô hình làng du lịch trải nghiệm cho du khách ở các nơi đến tham quan. Từ đó không chỉ quảng bá, đưa các nét văn hóa đặc sắc trong sản xuất nông nghiệp và món ăn đặc sản của người Tày vào phát triển du lịch cộng đồng. Năm nay, dù đã ngoài 60 tuổi, mang trên mình vai trò trách nhiệm của một người uy tín, nhưng chưa bao giờ ông hết sự nhiệt tình, vẫn tiếp tục âm thầm cống hiến, làm những điều mà ông còn trăn trở. Tất cả chỉ với một mong muốn, đó là giúp bản làng ngày càng trù phú, giàu đẹp hơn. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Dân tộc miền núi ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Mọi ý kiến đóng góp xin quý khán giả gửi về hòm thư phongvanhoa@nhanzan.org.vn hoặc qua số điện thoại 0243 266 9508. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!